lời cũng còn đò vô tình. Ấy rồi nè chứ. Nói tiếng Quảng đặc. Thấy rồi nói tiếng Quảng đặc xuồng vậy đó. Đặc ngào. Ngày xưa kia là đường tán ngày xưa thì kiểu cho mình không có kẹo ăn thể đường tán, nhưng mà ngày xưa thì cái điện nhớ là nó xòe ra vậy, nó có cái khuôn rất là kiểu như là nó sắc bén, rồi nó có một cái hũ ở đây thì mình sẽ đập nó ra mình ăn, rồi mình ăn thay kẹo á. Đường toán vậy, đường toán. còn ở đây thì bà xã ở đây thì đang cầm ở đây là nó đi đây là nhớ cái này đó. Này mình có cái ớt này thì nó đi nhớ là mì quảng mà mình ăn mì quảng, và nó cầm cái ớt này cán một phát rồi là ăn mì quảng là coi như là rất là ngon. Nên mà Randy cũng rất là thích ớt xanh này. Còn cái này là dưa môn rồi. Dưa môn thì ngày xưa Randy cũng có ăn, ví dụ như mình kho cá nè. Mình kho cá mà bỏ vô ăn rất là ngon, nhưng mà lâu quá Randy không có ăn lại, không biết ngày xưa Randy cũng ăn, nhưng mà mỗi lần Randy ăn vô thì hơi ngứa ngứa cái cổ. Còn không biết bây giờ nó còn ngứa hay không thì chưa biết, nhưng mà sẽ về thử kho ăn sẽ biết. À, đây là những cái mà kêu là ký ức quê hương là xứ Quảng, nhưng mà đẹp về cái đường toán là xưa thèm ngọt lắm. Cầm có thể là một mình đến đây mà ăn một phát là hát nửa toán này đó. Hết nửa này luôn. Và đến với địa phương ngày hôm nay thì anh có những lời chia sẻ gì đến với lại hội đồng hương địa phương nói chung ạ? Thì thật sự đây thì rất là may mắn được ban tổ chức cũng như anh em Mỹ mời đến đây để góp vui chương trình văn nghệ và tìm lại những cái ký ức của ngày xưa. Bản thân Randy thì thời gian gần đây thì cách khoảng đây 2 năm thì mới được có cơ hội mà tham gia với xứ Quảng nhà mình. Chứ trước đây thì Randy sinh hoạt ở Mỹ và về đây thì cũng chưa có đủ duyên để mà sinh hoạt với cộng đồng Quảng Nam của mình. Và khoảng thời gian 2 năm gần đây thì Randy sinh hoạt với lại cộng đồng Quảng Nam rất là nhiều. Cho nên cũng cảm ơn những ban tổ chức của xứ Quảng đã cho Randy có cơ hội chia sẻ để góp những cái lời ca tiếng hát để cho Randy có cơ hội phục vụ bà con đồng hương của mình ở xứ Quảng. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Hồi đó không có là không có kẹo, chỉ có cái đường này. Đường này là nó làm đẹp lắm. Nó nở ra giống như cái bông vậy này. Cái đó là lấy cái búa gõ xuống đó, anh gõ cái búa xuống như này là nó mới ra cái thủng. Nó có cái chén giống như chén nhỏ ở trong đẹp đó. Nó có hai màu nha. Màu này là màu vàng ống nha. Chê nó vậy. Chè nào đó anh em biết làm gì không? Sáng cái góc này là mút. Có dừa. Ngày xưa là trong cái thứ tất cả góc này đường nữa thì đường đáng. Cái này là đường đáng rồi thợ đó hay cái góc. Tính tiền mấy cái bịch này. Tính tiền lên ơi. Dạ. Rồi bán cho ca sĩ rồi đánh đi. Cái gì cái này hả? Chấm chấm mà bỏ đường là vậy. Bạn bé nó quên sinh xa. Mất gốc rồi. Ông ý nó nói tàu hũ. À tàu hũ thì lớn. Vô mà đi chị. Hai bịch 60. Lương tâm ai cả. Mò 60 là 1.2. quá rẻ luôn. Xong rồi. Dạ xong rồi. Nè mở khẩu trang nè. Rồi. Đây. Ăn đi. Mới giờ mời. Nãy giờ mời ông mấy lần rồi. Chị. Dạ nó bỏ. Ý tụi tôi đây. Đúng rồi. Vâng.